Đâu, 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 khoan, 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 khoan. Chỗ này ngừng, 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 ngừng. Để thầy nói. Cái cách mà muốn bán nhà đó là mình phải đi vào ở trong. Thầy nói cái này là tại vì cái số người hỏi thầy đó mà thầy mắc cười, thầy nghĩ ủa sao trên đời mình nói ra rất rõ thế mà chúng sanh vốn là ngu si không thể chịu nổi. Làm sao mà mình nói rằng đi vào trong nhà kiếm một cái trong bếp đó, kiếm một cái vật sắt nào thật nhỏ, một cái giống như cái kim còn chỉ bất cứ gì mà nó nhỏ nhất, rồi xong mới kiếm một cái miếng giấy đỏ rồi mình gói lại, rồi mình mới đem cái đó ra ngoài bờ sông, rồi mình mới cầu nguyện, rồi mình mới thả nó để cho nó trôi đi. Thế bây giờ đứng ở trên cầu thả cho vịt xuống thì làm sao mà nó có thể trôi đi được? Chưa kể có nhiều bà ông nội bà nội á, ngu đến cái độ là chạy vô lấy cái nĩa đem bỏ vô trong cái nó giục cái bạch xuống thì nó chìm xuống dưới rồi làm sao bán. Nhưng mà họ vẫn làm được, thì thầy không thể hiểu được là cái đầu của họ làm bằng cái gì đó, thầy cũng không biết nữa. Hoặc họ mua họ kiếm cái muỗng, họ kiếm cái muỗng rồi họ gói miếng giấy, họ ném cái bạch xuống dưới nước mà họ mong là nó trôi đi. Mà trong khi thầy nói rất rõ nha, thầy nói vô kiếm một cái vật sắt thật nhỏ nha, để cho nó nổi á, để nó có thể trôi được á, mình mới gói trong miếng giấy và rồi mình đem tới cái bờ sông, tức là mình ngồi ở trên cái mép sông đó, mình thả nó xuống, mình cầu nguyện xong xuôi hết rồi, rồi mình thả nó để nó trôi đi. Nó trôi càng xa thì cái cơ hội người ở xa tới mua mình đó nó càng dễ. Không, các ông nội bà ngoại người cõi trên của con không làm như vậy. Họ đi vô họ lấy cái một cái cây đinh, họ lấy một cái gì thiệt nặng, họ gói xong họ ném cái bạch xuống nước rồi ngay đó luôn. Tại sao con làm mà nó không thành công thầy? Con lại mấy mẹ, con lại mấy cha, mấy mẹ mấy cha ăn cái thứ gì á, chứ người ăn cơm người ta nói một cái là hiểu liền, chứ tại sao lại lạ kỳ như vậy, hiểu không nổi. Hôm nay thì anh nói ra để cho nó trôi xa để bán được nhiều thì bỏ đó, cái đó không phải là bán được nhiều mà là thật sự cái mục đích mình thả xuống để nó trôi xa thì không phải là những cái người ở gần chỗ của mình không, mà ở thật là xa họ cũng có thể biết để họ tới. Đằng này mấy ông nội bà ngoại ăn mứt chứ không có ăn cơm. Thấy cái một nước. Cái thứ thiệt nặng, lựa một cái gì đó thiệt nặng xong rồi gói miếng giấy lại, rồi xong rồi ném cái bạch xuống nước rồi mong cho nó trôi. Thôi vậy thì anh nói nắng cái tổng nước đi là được rồi. Thầy ơi, lần đầu tiên con hẳn cả một con dao cơ thầy ạ. À, đó, 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 đó. Đấy, đấy. Con lại mẹ. Lần thứ hai thì nó lại không rơi xuống sông, nó lại rơi xuống đất thầy ạ. Đứng ở trên ném xuống nào. Lần thứ ba thì tại vì con dọn nhà sạch quá, nó chẳng còn cái gì nữa cả. Thế con thấy có mỗi một cái màu vít thôi thầy ạ. Thế cái tờ giấy nó lại rất là to. Con đứng ở trên cầu, con cứ lưỡng lự mãi về sau con thả. Thì con còn nhìn thấy nó trôi phải xa lắm thầy ạ. Tại vì nó màu đỏ mà, nhìn thấy nó trôi xa đấy. Lắm ấy. Xong rồi con mới đi về. Thế cho nên là nó phải đến 30-40 phút ấy, người ta tưởng là con nhảy cầu. Đến có một hai vợ chồng đi ô tô, họ phải dừng ô tô giữa cầu để họ lôi con vào đấy ạ. Chỉ 4 ngày sau thì có người hỏi mua nhà đấy ạ. Là cái cách bán nhà, quý vị trước giờ đó, tại sao tôi không nói là vì tôi muốn để cho quý vị tự tìm hiểu, tự giải quyết. Thì đó giống như Hương vậy đó, làm lần thứ nhất xách con dao ném xuống trật lất, lần thứ hai ném cái gì xuống? Lần thứ hai thì một cái đinh rất là bé nhưng mà con lại phát hiện là nó rơi xuống đất thầy ạ. Hả? Nó rớt ra khỏi tờ giấy. Cầu vẽ cháy dài thầy ạ. Con lại lém ở cái chỗ đấy thì nó lại bên dưới nó lại là một cái công viên, nó là chân cầu. Ừ, tức là ném mà ném xuống đất. Rồi cái hôm cái lần hôm sau con nhìn thì cái tờ giấy đỏ đất ấy, con biết là con bị sai rồi thầy. Rồi cái lần thứ ba đó là mới bỏ một con vít ốc mà bỏ trong một cái tờ giấy lớn thì nó trôi đi rất xa. Thì cái này tôi đã nói với quý vị là khi tôi viết cái bài tôi nói rất rõ là hãy kiếm một cái vật nhỏ, dùng miếng giấy đỏ gói lại và khi mình đem ra bờ sông, chứ không phải đứng trên cầu, tôi nói rõ mà, đem ra bờ sông rồi thả nó xuống, cầu nguyện xong, cầu nguyện cái gì mình muốn cầu nguyện, mình cầu nguyện xong mình thả nó đi. Nhưng mà người ngu đó họ sẽ cầu nguyện là cho con bán cái nhà này thiệt nhanh. Người khôn đó họ sẽ không cầu nguyện vậy mà họ sẽ cầu nguyện như vậy này. Con xin được cầu nguyện rằng đó là nếu mà các vị thổ địa, các âm hồn, các hương linh mà nếu có ở trong nhà đó thì xin hãy kêu gọi,
hay dẫn người nào mà có cái nhân duyên lành, có hợp với cái phong thủy nhà đó, hoặc là có phước ở cái nhà đó, ăn nên làm ra tốt lành, giàu có, thì xin hãy dẫn đến để mua cái nhà này. Người khôn họ sẽ cầu nguyện như vậy đó. Người ngu thì không, họ ra là họ chỉ cầu nguyện làm sao mà để cho con bán được cái nhà này thôi. Bởi vì người ngu họ làm cái gì họ cũng làm cho họ hết, họ chỉ nghĩ phần họ thôi, không bao giờ họ nghĩ gì cho ai khác hết. Cũng giống như bây giờ mình bán đất thì mình đó, nếu mà quý vị, nếu mà các ngài mà thương con thì hãy dẫn những cái người khách nào mà có nhân duyên với con đời trước, rồi cũng có nhân duyên với cái miếng đất đó, rồi có cái nhân duyên với cái nhà đó, thí dụ vậy, họ ăn ở, họ ăn nên làm ra con cái được tốt đẹp, học hành thành tựu, không có cái gì sai trái, thì xin các ngài hãy dẫn những người đó tới cho con. Còn dù họ có tiền nhiều mà nếu họ mua vô họ thất bại thì xin các ngài hãy đẩy những người đó đi, đừng bao giờ đem tới mua đất của con. Thế thì cái tâm lành đó của mình á, thì đương nhiên mình bán không phải chỉ một cái, mà mình có thể bán 10 cái trong khi người khác, người ta mà chưa bán được một cái nữa. Dù là mình ở trong cái kinh tế gì mình cũng vẫn cứ bán phơi phới mà người khác không làm được. Đúng hay sai? Nhưng mà họ không bao giờ làm vậy đâu. Họ đi ra là họ mong họ hôm nay họ phải bán được nha. Chứ họ không có nghĩ là người ta được cái gì, họ chỉ nghĩ cái phần họ thôi. Trong cái chuyện bán nhà đó, năm nay nè, hè năm nay thầy về vừa rồi đó, thầy về Việt Nam thì có những đứa mà nó nhà cửa nó kho buôn bán khó khăn quá đó, thì nó bằng mọi giá nó phải kêu mời thầy tới nhà. Xong thầy vừa tới nhà xong cái thầy đi về đâu thời gian tuần hai tuần gì nó bán được, trong khi thời gian mà nó đã kêu bán mấy năm trời bán không được. Thế là thầy lại trở thành ra giống như là thần tài của họ hay sao, toàn tưởng tượng ra những cái gì mà giống như thầy là siêu phàm lắm, thầy hiểu không nói. Nhiều khi may mắn tự nhiên, ví dụ như thầy tới rồi nói chuyện tinh thần nó thoải mái, khi tâm nó an thì tự nhiên phước nó trổ vậy thôi.